Nó có một điều đặc biệt, cộng người thờ đó, nhưng mà đốc tài Long Thành ở đây thì cái tiếng nó đánh một cái nó dứt cho không có ngân. Mà con thờ đó về đánh á thì nó đốc nó ảnh hưởng xuống hương của người của ngân thì được kỳ. Nó một điều lạ ha chứ ha, cộng thờ đó cộng sở đông như vậy, cống thấp đúc như vậy, đốc tài Long Thành hay là Bà Rịa bỏ rồi thôi. Còn bên này là về đốc tài Huế thờ đó nó đánh nó ngân như vậy. Khi tôi đốc mà nó linh thiêng là đốc ở Huế, mà tôi đánh gãi là mấy thầy ở đây nghe chung đấy. Rồi về đây tôi đánh luôn đây là mấy thầy ở bên Mỹ nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay Phong Hạnh đang có mặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và Phong Hạnh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một ngôi chùa hết sức đẹp mắt và có những cái điều hết sức đặc biệt. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Phong Hạnh bắt đầu vào viếng và khám phá ngôi chùa này nha. Ở trước ngôi chùa có một cái hòn đá cũng như có một cái bia, có một cái câu đối rất là hay. Gọi là cơ sở tín ngưỡng dân gian, Bình Dương có chùa Bà, Biên Hòa có đền Từ Tâu. Một cái câu đố cũng hết sức là gây sự tò mò. Bây giờ Phong Hạnh mời quý vị cùng Phong Hạnh vào lễ Phật và tham quan ngôi chùa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở vị trí này Phong Hạnh đang đứng trước cổng của chùa Từ Tôn, một ngôi chùa rất đẹp mắt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bây giờ Phong Hạnh xin mời quý vị và các bạn cùng Phong Hạnh tham quan một vòng cái thắng cảnh của ngôi chùa này. Ở trước cổng chùa, sau lưng pho tượng của Đức Mẹ Quán Tham Bồ Tát, có một cái tảng đá chùa Từ Tôn. Hòa Thượng Thích Phước Tú, Hồ Dũng Minh Tấn, sinh tại Quế, khai sơn thành lập xây dựng vào năm 1970, diện chủ đệ nhất trụ trì cho đến ngày viên tịch. Tăng ni và Phật tử thành kính niệm ân. Ở đây có một bàn thờ phụng vị pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, thập nhị loại cô hồn, oan hồn đẳng chúng tọa vị.
ở bên đây là bài vị Lục Đạo và bài vị Chư Thiên, một cái pho tượng của Hòa Thượng Thích Phước Tú, Hồ Quang Lương, khai sơn từ Tôn Tự, sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế. Cái tháp mái một thầy diện lên năm đó luôn. Thầy là đời thứ bao nhiêu họ Hồ thầy nhớ không thầy? Thầy là đời Hồ, Hồ Tại Lan của thầy là đời thứ 12. Châu, cháu ơi lên mà đời thứ 12 làng của thầy. Còn mà Hồ Hân Dực đầu tiên quá là có cái bản của thầy là Hồ Hồ đầu tiên qua Việt Nam là đến Hồ Vĩ là 1400. Dạ. Dạ các bạn. Có cái bản đấy đó. Đấy, đấy, đấy. Ở trong cái ngôi chùa Từ Tôn này có một điều hết sức đặc biệt, lại có một cái nhà thờ Hồ tộc, nguyên tổ là Trạng Nguyên Hồ Hưng Dực, kế thế gia tộc họ Hồ là Hồ Văn Búc. Ở đây là có một cái bia bút ký Hồ Dũng Minh Tuấn, thừa kế là Hồ Dũng Minh Chí. Nhà thờ Hồ tộc này là của ông Hồ Dũng Minh Tuấn, nguyên quán xã Bào Đột, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sinh năm 1944 tại Thừa Thiên Huế, mua đất của bà Hồ Thị Bê năm 1973 để thành lập. Bia ký năm 2000, Hồ Dũng Minh Tuấn, thừa kế là Hồ Dũng Minh Trí. Như vậy là cái gọi là cái nhà thờ họ Hồ cũng có một cái lịch sử, có nhiều vị cũng có cái công đóng góp cho gia đình Hồ, và mình cũng xin phép đến viếng nhà thờ họ Hồ Việt Nam và xin chia sẻ đến quý vị và các bạn. Ở trong cái phòng thờ gia tộc họ Hồ có một cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chính giữa thì ở trên cao có ba cái bài vị. Một cái bài vị to nằm ở giữa, và hai cái bài vị nhỏ hơn nằm ở hai bên. Ở phía dưới bàn thờ Đức Thánh Tổ và các vị vua họ Hồ. Ở đây có một cái câu đối: Tử tôn hôn tế hữu danh vô vị, hữu vị vô danh nội ngoại chư hương, linh gia đình Hồ Búc, vị cũ hiền thất tổ, đa sanh phụ mẫu tứ, thân phụ mẫu, bá thúc, cô di huynh đệ, tỷ muội. Sau lưng ở những cái bài vị ở trên cao đều có hai cái câu đối
nhưng do ở trên cao quá thì không thể đọc được. Đây thì bàn thờ kế thế họ Hồ tại làng Mỹ Á, Thừa Thiên Huế. Bàn thờ kế thế họ Hồ, ba miền Việt Nam. Đây. Ở đây chính là cái cụ ông Hồ Búc, pháp danh là Nguyên Thạc, sinh năm 1910. Tại thế 17/22 Quý Dậu 1993, hưởng thọ 83 tuổi, tức là thân phụ của Hòa Thượng Thích Phước Tú, Hồ Dũng Minh Tuấn Khai Sơn, chùa Từ Tôn. Trong cái gian thờ của cái gia tộc họ Hồ cũng hết sức đơn giản, quả thật là phong hạnh hết sức ấn tượng về một cái bản di huấn được khắc trên đá của Hòa Thượng Thích Phước Tú, tức là Hồ Văn Lương. Trong bản di huấn này ghi rất rõ có hai điều. Điều thứ nhất, chánh điện nhà Mâu, nhà thờ Hồ tộc, đài Quán Âm, trụ đá Từ Tôn tự, tháp Môi đã xong, tuyệt đối không thay đổi kiến trúc vị trí vì đã theo phong thủy, ai không thi hành là người vong ân. Thứ hai, dãy nhà cấp 4 phía sau, 12m x 30m, xây 5 tầng, có thang máy. Tầng 1 làm giảng đường, tầng 2 làm phòng chư tăng, tầng 3 là phòng đa năng, tầng 4 làm lớp học, tầng 5 làm sân thượng, làm nhà thờ hài cốt. Khai sơn Từ Tôn tự để nhất trụ trì Hòa Thượng Thích Phước Tú, Hồ Dũng Minh Tuấn trùng tu năm 2021. Quả thật một cái vị sư khi viên tịch vẫn có những cái lời di huấn lại cho các thế hệ mai sau rất là sắc sảo. Như vậy là nhà thờ Hồ tộc nguyên tổ có một trạng nguyên là Hồ Hưng Dật. Hay quá sư ơi. Cái nhà thờ tổ hay quá, nằm trong một cái ngôi chùa mà có cái ngôi nhà thờ tổ. Rồi đang thôi mình đã có thứ nhất là mình là chuyện ngược. Dạ. Tôn giáo, nhưng mà tôn giả đẻ mình ra. Đúng dạ, không? Dạ đúng. Cái cõi giang hồ. Dạ. Mẹ ông ba tổ tiên khi đó mình bị theo Phật. Dạ, phải có cội có nguồn chứ hả sư? Có nguồn, có nhưng mà theo Phật không còn ba được bà lắp. Dạ, dạ đúng rồi sư. Tôi theo Phật không nổi tiếng luôn. Mình phải có cái gốc của mình chứ không có gốc sao mình đứng vững được. Con người có tổ có tông. Dạ. Mà có như vậy mình cuộc đời mình ngẩng mặt lên như người ta được. Dạ. Đúng không? Như vậy là cái trạng nguyên Hồ Hưng Dực là Hồ một Hưng cái... Hồ Hưng Dực là người của Trung Quốc. Sang Việt Nam làm thái thú. Dạ. Mình sinh sôi nảy nở là dòng họ Việt Nam. Dạ, dạ. Thực tế dòng họ Việt Nam là nguyên đảng nguyên Hồ Hưng Dực ở Trung Quốc. Dạ. Rồi sau đó mà là gốc là Quỳnh Lôi Quỳnh Lưu. Dạ. Rồi sau đó đẻ con đẻ cả Nghệ An, Nghệ Đô, Thanh Hóa, rồi sau đó mà đẻ là trong dòng vua là nổi tiếng nhất là Hồ Quỳ Ly. Dạ. Gốc Thanh Hóa. Dạ. Mà Hồ Quỳ Ly có cái đầu óc 5400 là dời đô muốn là Lý Công Vân á thì dời đô từ Hoa Lư về thủ đô Hà Nội. Dạ. Nhưng mà sau đó Hồ Quỳ Ly lên ngôi lì dời thủ đô Hà Nội là về là Thanh Hóa. Dạ. Được 7 năm. 7 năm.
có thành nhà hồ đó bây giờ được là UNESCO công nhận mà ta thành đồ đó mà ôi ngoài đó bừa nổi chiếu lên một căn nhà là coi như là gần 600 năm một căn nhà đó là cũng do người Tàu giữ cho nên khi nào có đập nó đập căn nhà đó à bây giờ căn nhà đó út cho nổi chiếu vui mè đồng tay đẹp lắm mà cơ quan là UNESCO cũng công nhận là không thảo gỡ cho tiền tu bổ. Dạ. Thanh Hóa đó, thành nhà hồ tôi gọi leo lên rồi. À, con chưa có dịp ra đó. Rồi, cho nên là đó là Hồ Vị Ly, sau là Hồ Vị Ly thời gian mới nguyện nhạc, nguyện Huệ Công Trống đó. Dạ. Đó khi mà ngồi miền Bắc tình nguyện phân tranh mà ông chủ trụ ngôi miền Nam, Bình Định thành ông mới lấy tên Hồ Nguyễn, nguyện nhạc, nguyện lữ, nguyện Huệ, hiểu chưa? Dạ. Giống dạng là lấy tên Hồ Hồ. Sau này là phục quốc xong rồi ông mới lấy Hồ Thân Công Trống đấy. Dạ. Hay quá. Thời đại bây giờ là Hồ Chí Minh. Dạ. Thôi thì mình Hồ Chí Minh cho mình đọc lịch sử. Nhưng mà ra tìm một bản sách ấy. Dạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nó rất là tôi dùng chỗ kia giới tôi không biết ông hỏi gì hết. Nó là Kỳ Anh á. Dạ. Đúng không? Dạ. Kỳ Anh nói tìm Bắc Hồ đó, Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Hồ Hồ mới đặt cái đó chứ. Dạ. Anh nói tôi Hồ Hồ tôi lấy ở đó. Dạ. Đúng không? Như vậy là cái nhà thờ họ Hồ này là ở đây có một cái phía Nam. Còn ở nơi nhiều nào? Đó, nhiều nhiều không sư? Nhiều chứ, tại Đồng Nai đây là cũng nhiều này rồi. Bây giờ còn cái hồ hồ mà đại diện cho miền Bắc vào hết chứ. Là do mà đựng đâu là do ông Mai Linh. Dạ. Hồ Huy Mai Linh. Dạ. Đó, là trong đó hồ nhân hồ đồ ông gì mà phát sinh ra thuộc là chúng có biết. À. Bây giờ đi Củ Chi có nhà thờ Hồ Hồ trên đó đại diện cho miền Nam. Dạ. Ừ. Rồi nhà Trang mỗi tỉnh là có một cái họ hết. À. Đương nhiên con cháu đi đây thấy cái ngôi chùa này của mình đó, con ấn tượng là cái bức đá đó mà cái di huấn của của sư hả sư? Ừ. Dạ. Sự sống này là những cái đời sống là nữ thay đổi. Dạ. Cái tâm lý chống vậy. Dạ. Ừ, thầy đó làm thử cái này mình làm cái nếp trực làm cái kia trực. Dạ. Thay đổi lúc chung hết. Đúng không? Dạ. Có những cái chùa rất đẹp đến đập kích. Để chứng tỏ rằng là mình có quyền và coi như là mình giỏi hơn thầy trước. Dạ. Đẹp cái đó. Cái gì huấn của sư là con thấy có hai điều. Ừ. Đó. Điều thứ nhất là những cái mà cái gọi là cái chánh điện. Chánh điện. Dạ. Rồi nhà thờ Hồ Hồ. Dạ. Rồi tín ngưỡng dân gian bên kia đã xây dựng kiến cổ rồi. Con có muốn làm thì làm vậy này. Dạ. Đi gì đúng không? Hả? Hả? Mà bây giờ đây đâu có ra ngồi chờ ẩm mua rồi mua đây ra vải để con ăn phép. Rồi ra con vải nó ra con ngâm trước á. Chứng hồ tới để xin ngay thắp ba cái nhang vải đó rồi xin nhau rồi. Ừ. Con thấy sư thầy ghi đó là những cái này cố định là đã là coi như là theo phong thủy địa lý rồi nên còn không thể nào di dời đó. Bây giờ thực tế nó mỗi thời đại mục tiêu thực tế nó muốn thay đổi lắm nhưng mà phải giữ cái gì nó còn lại, hiểu không? Dạ. Bây giờ 80 tuổi rồi sau này nhận cái thợ là 6 nó không học không hành. Dạ. Đến 20-30 tuổi lên rồi bắt đầu nó thay ở đây nó đập cái khác cái chùa đây nó đập đi. Dạ. Để nó làm từng lâu lên cho nó ngoài. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi cái tháp mình làm như vậy nó thì chẳng chó chỗ. Thành phải hù nữa. Dạ. Thành phải đề câu mà đứa nào thay được tôi vằn cày tay được nha. Thôi đã. Sư dụng từ là vong ân là thấy là cũng có gì rồi. Rồi. Đồ vong ân. Cho đạn này đứa nào mà muốn thay đổi kiến trúc này là đồ vong ân. Và tao là hiền hồn mà tao bè gậy tay. Mà thôi giờ phải hù vậy. Dạ. Cho nên cô ơi xin đừng bỏ rác. Cô xin đừng bỏ rác. Xin chạy xe chùm chùm. Cô nói gì nó nghe. Phải có chế tài mới nghe được. Chế tài là xin nhặt không chạy xe chùm chùm. Muốn bảo vệ tánh mạng của anh là hãy chạy xe chùm. Dạ. Nó mới sợ. Dạ. Chứ xin chạy xe chùm chùm để khỏi gây tai nạn cảm ơn. Dạ. Đúng sợ đâu. Đúng rồi đúng rồi. Hãy bảo vệ mạng sống của anh bằng cách chạy xe chậm. Dạ. Bằng cách không uống rượu bia khi chạy xe. Dạ. Phải đề cái câu là phải bảo vệ mạng sống của anh trước. Dạ.
của chính mình trước, chứ đừng có nói để bảo đảm tính mạng của bà con láng giềng của người khác. Yeah. Xin chạy cho bây giờ mình thường mấy người khác rảnh chứ có nhìn chạy với tôi bảo vệ. Nhưng mà khi mình xây dựng cái chùa đó là chắc thời điểm ban đầu mà đặt ngôi chánh điện rồi cái nơi thờ họ Hồ các thứ thì chắc sư cũng phải tính toán cái phong thủy kỹ thôi. Thẳng là tiền Phật cầu linh, rồi sau cao phải hướng ra đường như thế nào, rồi là bắt như thế nào, phải nó có năm sách hết. Và phải mời địa lý tới làm nghiên cứu sách và địa lý có cái ông Sài Gòn giỏi lắm. Dạ. Là mình cũng chuẩn bị khi mình xây mình cũng là định hướng từ lâu rồi, đâm ra định hướng tới cái hồi tuổi đoan hoàng được tuổi gì, sinh năm nào, tuổi con gì, mạng gì, hưởng gì, hiểu chưa? Dạ. Rồi là chính đông bao nhiêu đồ, chính bắc bao nhiêu đồ, chính nam bao nhiêu đồ, đông đông nhưng mà chạnh đông hay là chính bắc, dạ, hay là chính nam, mà chính là bao nhiêu đồ. Dạ. Coi như là mình làm vậy để mục đích cho cái ngôi chùa mình nó trường tồn mà. Thành cho nên cái chùa từ khi làm được phạt đến rồi. Dạ. Tâm la là sư cũng phải có cái lời di huấn cho các thế hệ sau. Đó, đó. Thế để những cái đứa nó có mình đây nó nói, nhưng mà mình cái chùa đó tỉnh gần 3-400 năm sau mà. Dạ, đúng rồi. Cho nên đứa lên nó trên trời dưới đất, anh muốn làm cho làm khác coi như cái đó đó. Mà bê tung cột thẹp nữa, vị tiên nó là vị bà, dạ, của bà tánh. Yeah. Giả sử có nhiều chùa đẹp như thế lên là thay đổi hết. Mà đương nhiên phải làm chùa là phải cứ gọi bà tánh. Dạ. Rồi có đá vải rồi Phật ta đeo chứ. Rồi vô đây thầy đeo như chùa hết. Vô đây thầy đeo đi vào đây. Phải quay lực của thầy. Rồi, thầy đeo chứ, rồi. Ừ. Rồi mình áo vô sự nghe không rồi. Rồi vải đến tường đó vải. Rồi đó, mình đang chúc mừng năm mới nghe không? Chết chết, cái đầu thấy chết chết. Hay quá. Bức tượng của sư Hòa Thượng khai sơn cái chùa mình đó là bằng làm bằng gì vậy sư? Xi măng. Ra về đúc. Cái bức tượng đó là của thầy... Đây, tôi đây. À, vậy hả? Ừ. Trời ơi. Mày làm sẵn đó, cái tháp đây mai một chết đây. Dạ, dạ. Cái đó là sư làm bức tượng năm 21. Tôi ra huyện ngồi cho họ đúc. Dạ. Yeah. Mặt mùi tôi đó. Hay quá. Năm 2021 hả sư? Bức tượng đấy, mới đây. Mới năm ngoái. Thế của mình làm cho những người khác làm gì? Vậy là xin phép sư nha, là cái sư thầy mà khai sơn ra cái chùa này. Tôi luôn. À, vậy hả? Thế là tôi mới có quyền làm. À. Cho nên tôi mới có quyền ghi huấn. Dạ. Vậy là cái pháp bảo thôi. Cái thằng mai một tôi chết chưa chết, đến con mai một chết chung của nó. À, trời ơi, hèn chi có nó ủa. Con thấy làm cái pháp bảo mà ghi tên là của sư. Rồi, tôi từ làm. À, sư làm trước. Rồi lịch sử viết lên rồi, để đọc lịch sử chưa? Dạ, con có đọc rồi, con chụp hình rồi. Tôi viết đó. Trời ơi, con vậy mà con cứ ngỡ là một cái vị đã viên tịch rồi. Ôi, viên tịch đâu nói chứ. Mình năm 70 tôi mua đất. Dạ. Mới ra kêu thầy địa thầy đô tới làm. Dạ. Nằm hướng cái nào. Rồi hết 70 rồi ra 60 năm ở đây. Năm 70. Cho nên mình có quyền di huấn, có quyền mình làm cái này cả khác. Hèn chi. Chứ còn giả sử bây giờ người ta làm sẵn mình tới rồi mình đặt lên để di huấn ai nghe được. Dạ, có nghĩa là mình cái người khai sơn mà. Khai sơn luôn, coi như quyền hoàng trong này. Còn ông nào thấy cũng được thì đi cho khác ở. Dạ. Thấy vì đừng ghi câu đó nữa mà thôi. Dông ân là nó rất là nặng rồi. Nó rất là nặng rồi thôi. Dạ. Còn nếu không tao hiền hôn tôi về tôi bày gài tay gài chân. Hoặc là nếu không đồng ý thì đi chùa khác ơ. Dạ. Nói như về nó trận trường quá. Nhẹ rồi. Dạ. Ok. Như vậy là cái pháp bảo này thờ là một cái. Thứ hai con thấy ở đây là giống như là một cái một kế bên bức tượng là vừa cái này là cái gì đó. Cái hòm. Ừ. Đấy. Thế nè, con đi. Dạ con hôm chợ của Huệ hôm dặn hương á. Hôm bán hương hả? Chị được mua là 32 triệu được một cây vàng. Mà vàng bây giờ 70 rồi gấp đôi đi đó. Dạ. Có nghĩa là sư mua cái hòm, cái hàng đó là để ở Huế. Rồi là liệm xong là đưa vô đó. À, coi như là sư chuẩn bị trước cho sư luôn rồi. Cái đó đồ liệm đồ có sẵn trong đồ. Kể cả ra quê hương là hộp ba bao cát
Dạ. Thay vì mình về quê hương chôn nhưng mà không chôn, nhưng mà lấy cát ở quê hương ở Huế vô. Dạ. Coi như là mình đổ xuống đó, còn giữa mình nằm trên mảnh đất quê hương. Dạ. Mặc dù đôi lo hết cả rồi. Rồi đồ liệm trong đó có quan tài, rồi tiền để mà đâm ma có rồi, 50 triệu có rồi. Đụng giảm ai hết. Dạ. Rồi 50 triệu để đó rồi, điều ngựa đồ đeo lên rồi. Khi mà sư chuẩn bị những cái nội dung, ví dụ như cái hàng đi rồi cái tờ tờ các thứ cái này nọ, có gì nào thắc mắc không? Thì ai thắc mắc được, mình quyền hành của mình rồi mình làm đúng. Dạ. Ai thắc mắc kể thế rõ ràng thôi. À, vậy là được rồi, con quay xíu con hay quá. Không, thêm một kinh nghiệm chứ đâu. Dạ. Chứ có nhiều thầy không lo, để khi đâm chết lại rồi ú sao nó loạn liền. Dạ. Người thì chỉ chỗ này chôn, người khác chỉ chỗ khác chôn, người thì nó đem thiêu rồi ú sao. Trong khi mình là cái người đầu tiên khai sơn mà mình đã đâm ra một cái trách nhiệm. Bây giờ không khai sơn nhưng mà cả thầy phải lo hầu. 60 tuổi trở lên là lo hầu sự rồi. Dạ. 60 tuổi là tổ chức sinh là liên hoan thọ đó. Năm nay thầy là 80 rồi. 80 rồi. Dạ. Lo trước cho nên tôi lo cái này được 20 năm nữa. Lo trước 20 năm luôn rồi. Nhưng mà chưa chết. Có những người sợ, có những người phải sợ. Dạ. Tôi nghe chứ già cả rồi, 80-90 tuổi rồi mà nghe là tôi chụp mà xây cái tháp. Ui, đừng có nói dù đó. Dạ. Bây giờ tang lễ của thầy sao nữa chứ nói gì. Để khi năm xuống đó tôi con trai nó kể đường, con gái đường. Dạ. Được luôn đâu. Dạ. Ở đây thầy nói với về có gì chứ phải theo đó là. Dạ. Cái còn cái hàng đó là sư mua lâu chưa? Còn 2021. 21 là cũng mới đây. Ở đó tôi chờ tường vô chờ hôm có lúc. Dạ. Đó giờ phi cũng chỗ đẹp. Hôm dạng hương của Huế. Thơm lắm. À. Đó phê phê phẹt lấy coi. Dạ dạ để con lại con quay đó nha. Dạ. À, quý vị xem nha, mời quý vị xem cái hàng. Không gỡ góc rồi con đã gỡ góc ra với thầy. Dạ dạ, để đây con phải gỡ góc ra thôi. Đây có cục đá dằn lên. Xin phép nha. Ồ, cục đá quá nặng á. Rồi, xin phép. Giờ cái dĩa trái cây qua đây. Cái cải giữa là cái đắp con cái đắp khôn đó. Cái đắp tuyên. Rồi vừa ra kéo lên. Đây, thấy rồi. Đó, theo lời sư thầy á, đây là một cái hòm, cái hàng. Sư thầy mua sẵn ở ngoài Huế. Từ Huế vào. Ở bằng quán hương rất là thơm, sư thầy chuẩn bị trước cho mình. À, thú thiệt với quý vị, hồi nãy khi vào cái khu này viếng ngôi chùa thì phong hạnh cũng hết sức thắc mắc cái này là cái gì, nhưng mà sau khi tiếp xúc được với sư thầy nói rõ là đây là một cái hàng sư thầy mua ở ngoài Huế, gỗ giáng hương thời điểm đó là 32 triệu á thầy. 32 triệu là cái đó là 32 triệu đó. Dạ, như vậy là cũng hết sức đặc biệt, một cái vị sư cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho cái ngôi chùa của mình, từ cái vị trí của cái ngôi chánh điện đến cái nhà thờ họ Hồ và bức tượng của mình, cũng như là một cái hàng để khi mình viên tịch đệ tử cũng như là mọi người cũng sẽ không khó khăn. Dạ, để con chụp cho sư cái tấm này nha. Dạ dạ dạ, để con chụp. À, nó cũng có cái nét tựa tựa như cái chùa Miễn Trai ở Đà Lạt. À, cái đó cũng là từ cái nơi gọi là cái tháp bảo. Rồi cái tháp đó là bảo tháp. Bảo tháp.
là thật chết là thơ thơ trong nội chú. Dạ, các vị tổ đó là có chùa, công đó. Ở chùa là họ đó. Ở bên đây là chùa nghỉ của thầy. À, nơi đó là chỗ nghỉ của thầy. Đó, phòng đây. Chỗ nghỉ Pháp Huy này. Dạ, có cái hồ nước. Vịnh Hạ Long. Có một chú chó với lại một chú sư tử. À, Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long. Họ là Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn. Có là phong thủy, hiểu không? Dạ. Đó, đây một cái vườn. Chục eo thằng này mà đủ cái hết. Cây cổ thụ, phải không? Dừa, cau, chuối, quê hương, mai. Dạ, hay nó ý nghĩa trong đó đó chứ không phải. Có mai đó. Đúng chân này không? Dừa, cau, chuối. Cau, chuối. Cũng có cây cổ thụ luôn. Thay vì người ta chỉ là trạng suy măng hết, hiểu không? Không thể được cái mảnh đất quê hương. Dạ. Đây mình chỉ cần chủ có mấy chục mét vuông thôi. Dạ, nó có mang cái tính dân dã của quê hương mình trong đó. Rừng núi, phải không? Dạ. Núi rừng, sông biển. Có rừng, có núi, có sông, có biển. Chuối, cau, dừa, mận cầu. Dạ. Xoài, mít. Hay quá. Đặc biệt là cà cổ thụ, sao dầu. À, cây sao, cây dầu. À, gọi là cây mít. Cây mít. Thấy có nét cái dân giả của lịch sử truyền thống dân tộc mình. Cháu hồi là cái Mỹ, cái gì nó không biết. Dạ, sau này. Hồi là cái câu là nó không biết cái câu là gì hết nhá. Dạ. Cái dưa là gì nó là quê đâu. Hồi cái chuối là gì nó không biết. Ngày xưa khi xây cái chùa này, con thấy cái hình chụp rất là đơn sơ lúc xưa về đây. Đó, nói về đó là rừng núi của ai hết đường này. Đó. Còn bộ làm thành sự mèn kéo. Thì biết. Dạ, sư đứng ở đâu? Sư đứng ở đâu con chồng? Mà cân đối nghe không? Dạ, dạ. Có nghĩa là những cái đầu tiên nó cổ kính là mình phải giữ. Ở vườn nhưng mà hẳn là theo bây giờ. Dạ. Bên Tây mình thả về. Bực dược mỹ nhân hơn. Có, đúng rồi, cái chính mình làm vậy là quá hoàn thiện rồi. Bây giờ thì ta ngay chở một cái là cái góc này là xẻo đẹp lắm. Dạ, để lấy cái góc xéo nè con đây, thấy nè. Dạ. Dạ đẹp. Sư làm mà sư đã cái gốc của sư là ở ngoài Huế triều đình mà. Gốc ngoài triều đình nó đâm ra. Sư làm là khúc cổ. Nhưng mà chùa thì nó càng xưa, đúng không? Dạ. Con này anh thành điện làm này. Được chưa? Dạ. Chơi đâu phải là chuyện chơi đó. Thế kia là từng hết. Mình còn trong chùa là chín con rồng. Chín con rồng. Anh con rồng là một chùa chín con. Dạ. Rồi là thừa chất là khi Phật ra đời là chín con rồng tặng ngài. Dạ. Nói cho học cho thời. Sư đã coi phong thủy hết rồi. Có nhiều đứa cho nó ưu chùa chật phải không? Dạ. Để làm vô đồng đây. Chỉ con đồng mà làm thành tử. Bật đèn là hồng ba đi châu. Dạ. Thì mình phải chọn những cái cảnh mà người ta đang ở linh thiêng. Dạ. À, hiểu chưa? Dạ. Bên đây cái chuông từ tố là sẵn bằng chuông thiên mù. Thiên mù. Thiên mù. Thiên mù, linh mù. Dạ, dạ. Cái này là mình đặt ở đây, cái chuông mình đúc ở đây hả sư? Ở Huế. Ở Huế luôn. Điều đặc biệt. Cộng người thờ đó. Nhưng mà đất đai Long Thành ở đây thì cái tiếng nó đánh một cái nó dứt cho không có ngân. Dạ. Mà con thờ đó về đánh á thì nó đúc. Có ảnh nó xuống con người của mình thì được cực kỳ. Nó một điều lạ ha sư ha. Con thờ đó công sở đông như vậy, công thấp đúc như vậy, đất đai Long Thành hay là Bà Rịa bỏ rồi thôi. Còn bên này là về đất đai Huế thờ đó. Nó ngưng như vậy. Anh biết khi tôi đốc mà nó linh thiêng là đốc ở Huế mà tôi đánh gãi là mấy thầy ở đây nghe chung đấy. Rồi về đây tôi đánh luôn đây là mấy thầy ở bên Mỹ nghe. Nghe
nào đến giờ có biết không? Dạ không. Nên là khi mình đánh xong mình đưa cái điện thoại vô. Rồi quá tuyệt vời. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Cái chuông này là trên trời nghe và đứt nghe. Dạ. Khi xưa đó nghe là nghe theo cái âm thanh của Phật. Dạ. Còn bây giờ nghe ở Huế đánh đây nghe là nghe theo cái điện thoại. Dạ. Dạ, khoa học hiện đại. Như nói, con dân đánh đây là bên miệng nghe. Dạ, miễn nếu sao là có. Bây giờ anh vô Zalo là đánh đây cũng nhận nghe mà con thể chuông nữa. Dạ, dạ cảm ơn sư hay quá. Cho nên nhận lời Đức Phật nói ra không phải là tâm bì đâu. Dạ. Khoa học chưa chứng minh. Dạ. Đúng không? Dạ. Từ từ. Từ từ. À sao ôi giờ đánh cái chuông đây mà trên thiền điện ngục nghe trên trời nghe nói dạ. Ai mê tiện gì đó. Dạ. Nhưng mà khi Đức Phật nói là ta nghe bằng cái thần thông. Dạ. Bây giờ khỏi thần thông, đúc lên đưa ở Huế, đúc lên đem lên, gọi điện thoại bảo là chuông đúc rồi, đánh cái ông khác. Dạ, dạ. Về đây tôi bảo là chuông hay quá rồi, đưa đánh mấy thầy binh biển nha. Phương tiện, dạ, cảm ơn sư nhiều ạ. Dạ, dạ, con chào sư nha. Lời của Phật dạy. Dạ. Là rất là tôn quý mà rất là chân lý. Dạ. Không đưa mình chưa biết không? Bao nhiêu ngàn năm là vẫn chân lý. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi con cảm ơn sư nhiều. Dạ.